nước có một nền văn hóa khác nhau thì tự nhiên nền văn hóa khác nhau thì sinh ra pháp luật khác nhau và cũng sinh ra coi như là thể chế chính trị khác nhau, có thế thôi mà chúng nó cứ đấu tranh cái gì. Muốn thể chế nào thì thể chế, chủ yếu là để cho đất nước phát triển đi lên, bà con được sống, tức là nhân dân trong nước đấy được sống trong hòa bình và Vâng, chào ấm tất cả no anh hạnh chị phúc. em nhé. Em cũng nhận không, chứ không bây Vâng. giờ này Luni nói đến về vấn đề thể chế thì nói chung một thể chế chính trị thì nó phải phụ thuộc vào hoàn cảnh, bây giờ về những hoàn cảnh của từng một đất nước đó, bây giờ hoặc là những cái gọi là cái văn hóa và còn nhiều Không, vấn đề khác em nữa nói anh để Bằng mà áp này. dụng thể chế vào trong cái đất nước. Em nói anh Bằng là nếu như cái thể chế đa đảng ở Việt Nam mà áp dụng ở Việt Nam, em nói rất nguy hiểm. Anh biết không? Cái nền văn hóa đấy, cái nền văn hóa của mình nó vẫn còn kiểu như là văn hóa về dòng họ, về làng xóm, kiểu văn hóa cục bộ, anh hiểu không? Tất nhiên nhiều ông là Không, cứ hộ. anh nói thẳng bây giờ anh em cờ đỏ này, nói chung gọi là những người cờ đỏ đều đi uống nước, em thấy không, có cũng có mấy mấy đảng cờ được một số đảng cờ đỏ luôn. Đấy, xong là đảng ngọ toàn toàn chọc ngoáy đảng kia chứ có giúp đỡ để tiến bộ đâu. Đúng rồi. Đấy. Nói em nói này, có cái này là nguy hiểm nhất ở ở ở Việt Nam này, là cái nền văn hóa dòng họ, nền văn hóa thôn xóm quê quán nó Đúng. vẫn còn rất là sâu đậm. Thế mà ông nào mà chỗ quê ông nào to, dòng họ ông nào to là cứ lắm quyền lãnh đạo suốt thôi. Đấy. Kiểu toàn người trong họ bầu nhau không? Thế là cứ ông nào họ nhỏ là đứt rồi. Những cái loại họ như Dương Vi này là cái loại suốt ngày làm cu li này. Chứ cái họ Nguyễn của anh em mình thì khéo vẫn còn được làm tể tướng. Anh hiểu không? Vì Đúng rồi. dòng họ to mà. Đấy là nếu mà bà con mà không hiểu được cái nền văn hóa nó tạo ra cái thể chế như nào. Cái ở Việt Nam đấy là cái văn hóa gia đình, văn hóa làng xóm nó vẫn còn rất là sâu đậm. Chứ còn ở bên nước ngoài nó tôn thờ chủ nghĩa cá nhân. Có nghĩa là thằng này làm quan thì cái anh em kệ mẹ, không có liên quan gì cả. Thì là nó mới kiểu như công bằng được. Chứ còn nếu ở Việt Nam mình nhá, dòng họ chù úm xong lại kiểu hội bè kéo phái nhiều, hỏng nát bét đất nước ra ngay. Mà bây giờ chúng nó cứ hô hào như thế, nhưng mà đến khi mà đất nước mà cái làm theo cái lời hô hào của nó mà chẳng may đất nước đi vào loạn lạc, ai là người chịu trách nhiệm, ai là người chịu khổ, dân mình như ai? Nếu mình có Anh nói luôn đi ấy, trước kia cái thằng mà thằng Thành ấy, mà cái thằng mà ngày xưa tham gia Việt Tân, mà cái thằng ấy có chống cộng một cách khét tiếng ấy, nó ở bên Pháp, nó phân tích như này: nếu hiện nay ở bọn nó là một cuộc cách mạng, người chưa, để lật đổ Đảng Cộng sản mà thành lập đa nguyên đa đảng, phân quyền tam quyền phân lập như này khác, thì cỡ khoảng 40 năm sau thì bắt đầu đất nước Việt Nam mới gọi là hồi phục lại như bây giờ đấy, đúng không? Thì Ủa? các bạn chờ 40 năm em, nhưng mà chờ 40 năm sau thì là hồi phục bằng bây giờ, nhưng mà cuối cùng có được ok không, có được tốt hay không, đúng không? Thì bây giờ coi như là Đảng Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo đất nước, đúng không? Thì tuy nhiên nó cũng có mặt này mặt khác, nhưng cái điều cơ bản duy nhất là coi như kinh tế Việt Nam mình hiện nay đang phát triển từng ngày từng tháng, đúng không? Và coi như là cái vấn đề an sinh xã hội tất cả các thứ thì cái chế độ này lo cho mọi người rất là tốt đấy. Bây giờ em chỉ hỏi anh Bằng như này thôi. Cái vấn đề ví dụ như một con xe ô tô mà đang lên dốc, hay một cái máy bay đang bay trên bầu trời, có dễ dàng thay đổi thằng thằng lái xe không? Đúng không? Cái ví dụ cứ coi đất nước như một con xe, người dân giống như những hành khách, và cái đảng nhà nước giống như người tài xế. Thì con xe mà đang lên dốc thì thử hỏi là lúc đấy có dừng xe lại để thay tài xế được không? Đấy, cho nên là nó rất là nguy hiểm ở chỗ đó. Đúng rồi. Khi mà dừng Bây giờ xe ví lại dụ mà không là đa và đảng một cái, thành lập một cái đảng họ Nguyễn thì cái đấy, họ Nguyễn chiếm 46% dân số. Thì nói chung có khi lúc ấy là anh cũng là ít nhất cũng được trong dưới chân, là ít nhất phải tổ phó tổ dân phố, tức là tổ phó hộ chính an ninh đấy, đấy, cũng được như chứ. em bảo Bây giờ rồi, họ như Nguyễn ở Việt Nam mình đấy mà theo kiểu đa đảng đấy, là em nói thật chứ có những gia đình cứ làm quan suốt đời, bởi vì là cái dòng họ nó ông to Diệu mà. Lê ở đây là tất cả mọi người nghe tốt mà. Đấy, cái kiểu như là dòng họ nó to mà nó cứ bầu lên suốt à. Ở cái xóm này ví dụ như cái làng em, cái họ Vương to nhất, xong đến họ Nguyễn, mẹ chắc hai hai họ cứ thay nhau lắm quyền. Còn loại họ Vũ, họ Lê thì chắc là suốt đời làm cu li với làm dân.
Rồi bây giờ anh nói với Luni với tất cả các bạn này, ngay ở cái chỗ ở bên 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 California của các ông ấy, thấy chưa? Có tỷ tổ chức, tỷ chính quyền hầu như cũng đấy là cũng là gần như là cũng là cái đa cái hội cái đa đảng ở bên đấy rồi. Nhưng mà các ông ấy bầu cử mà cũng có cái gian lận phiếu, thấy chưa? Thì anh bây giờ mà cũng chửi nhau xì xèo. Thôi bây giờ bế các bố về mà các mỗi bố thành lập một đảng thì tôi thấy có khi 3 ngày sau, thấy chưa? Nước Việt Nam tan kiểu thành kiểu như mây là khói. kiểu kiểu như là bây giờ mà em mà có cái anh đang gọi lãnh đạo đảng, gọi là anh em mình lập đảng tự do đi, em với thằng Trung bất mãn quá thôi chúng ta lập ra đảng Cộng hòa ngay lập tức, tách Thì đấy. gọi là ra khỏi đảng, lập đảng khác ngay. Chắc là lúc ấy với cái máu làm chính trị của dân Việt Nam mình chắc là chẳng ai đi làm công nhân nữa, suốt ngày lập đảng để mong làm lãnh đạo. Không bây giờ này mình phải tức là thôi bây giờ mình nói cái chuyện ấy đùa thôi, nhưng mà nói chung là những cái thể chế chính trị của mỗi nước thì nó phải phụ thuộc vào cái thứ nhất là hoàn cảnh lịch sử đúng không, thứ nữa là trình độ dân trí và cái văn hóa của từng cái nước đó. Thì bây giờ chúng nó cứ Vâng. nói là tại sao bây giờ trên thế giới chỉ có ví dụ Trung Quốc, Việt Nam, ít nhiều tức là Cuba và coi như là Bắc Triều Tiên là theo cái gọi là chế độ cộng sản hoặc là xã hội chủ nghĩa. Nhưng bây giờ bây giờ xin nói với tất cả các bạn, ví dụ như là thằng Campuchia này đúng không, cũng lịch sử gần như Việt Nam, cũng xuất phát gần như coi như là từ cũng phát triển kinh tế tức là hòa bình từ những năm 1990, coi Campuchia hiện nay cũng đa đảng, nhưng mà thực tế chỉ có một cái đảng nhân dân cách mạng do thủ tướng Hun Sen cầm quyền từ cái lúc mà coi như là đất nước Campuchia thoát khỏi cái bọn diệt chủng Pol Pot. Thì hiện nay các bạn thấy không, cái đất nước Campuchia phát triển như thế nào, cái sự coi như là hiện nay nhiều cái thằng ví dụ như thằng Trần Trúc hoặc một số nhà chúng nó không biết mà, ôi giờ đất nước Việt Nam coi như hiện nay nghèo hơn đất nước Campuchia, nghèo hơn Lào đó kia tất cả thứ. Thì bây giờ mình mới nói là thế mày căn cứ vào đâu, mày biết 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 là cái đất nước Campuchia giàu, nó bảo bây giờ cái đồng tiền Campuchia hiện nay coi như là cái, tức là ví dụ một đồng thì coi như đồng tiền Việt Nam là 3 đồng, nó so sánh cái kiểu cái tiền như thế hiểu không. Nhưng mà chúng tôi ngu si lần đoạn một cái đất nước có giàu hay không hoặc như thế nào thì khác, thì mình phải căn cứ vào cái tổng thu nhập quốc dân đúng không, Cái của bọn một cái đấy đất nó nước không đó. hiểu, bọn đấy nó bọn em đã giải thích Thế suốt thì rồi. chúng nó mới gọi là ngu si đúng không. Bây giờ như tôi hỏi là cái vấn đề đồng tiền rẻ hay đồng tiền ấy là vấn đề là trong túi mày có bao nhiêu tiền thế thôi. Nhưng bây giờ đồng tiền Campuchia nó ví dụ 1.000 Campuchia bằng 3.000 tiền Việt, nhưng mà khốn nỗi là mày chỉ có 10.000 còn người ta có hàng mấy trăm nghìn tiền Việt. Thì liên quan quái gì đến cái vấn đề giá trị. Cái giá trị đồng tiền nó tùy thuộc vào cái sự vận hành nền kinh tế trong cái quốc gia đó, xuất khẩu nhiều hay nhập khẩu nhiều để nhà nước người ta điều khiển để làm sao cho đỡ thiệt nhất. Nên đừng có mà cứ ngồi đúng suy nghĩ đồng tiền mà rẻ đấy chứng tỏ nước đấy là đang xuất siêu, còn đồng tiền mà đắt đấy là cái nước đó đang nhập siêu, phải hiểu một điều như vậy, nó phải tùy Coi như thuộc. là bọn nó cứ là rồi chúng nó so sánh coi như là chúng bảo vừa ngày xưa coi như là Việt Nam Cộng hòa coi giàu coi như gấp mấy lần cái Bắc Hàn, Nhật Bản giàu hơn Singapore, Malaysia, Thái Lan. Nhưng chúng nó nói thì cái kiểu gì tức cái kiểu ấy chúng nó nói cứ ào ào đi. Nhưng bây giờ mình đưa các con số tức là Việt nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa năm 1974 do ngân hàng Westbank hoặc ngân hàng phát triển châu Á người ta đưa ra. Bây giờ ví dụ như mình chỉ căn cứ vào những cái GDP của cái nội lực của Việt Nam Cộng hòa hồi đấy coi như thì làm sao mà cãi được đúng không? Đây là cái số liệu Vâng. của thế giới người ta đưa ra. Chúng nó cứ nói là bây giờ coi như là cái thời gian đấy một người đi lính bây giờ thì nuôi được 5 6 7 người, mẹ vậy thì những người nhân dân thì được bao nhiêu người đi lính Nó mà tiền đấy ở đâu ra? nói cái vấn đề đi lính mà nuôi 5 6 7 người thì tức là ông đi lính vì để nuôi gia đình hay ông đi lính vì lý tưởng bảo vệ quốc gia. Nó chỉ cần nói đơn giản thế thôi. Chào anh A Quy nhá. Anh A Quy hẹn nó sang nhà em để em nuôi mãi mà không sang. Chán thối rồi.